Xin chào các bạn, mình quay cho mình các bạn con máy phát cỏ hai thì mini rất đẹp. Đây là cái cục của máy bơm của máy lọc nước các bạn, máy bơm lọc nước nhưng mà bị hư cái đầu bơm bị cháy nước, nhưng mà cái cục này nó còn sống, mình có thể chứa được cái phát điện ra 12 đến 24 V, cục này là 24 V, phát ra 12 V là vô tư luôn. Bây giờ mình test cái đầu phát cưa này, cái đầu máy cưa này thứ nó nổ như thế nào nha các bạn. Đây là đầu mini 23cc, nổ như thế nào. Tắt máy rất mạnh, rất dễ nói các bạn. Bạn đăng ký kênh, mình sẽ làm một video là làm cái máy phát điện từ cái đầu máy phát cỏ này nha các bạn. Cái này là củ phát, gắn nó vô đây. Mình sẽ chế một cái trục từ máy phát cỏ này qua cái củ này. Rồi, ngắn gọn vậy thôi. Các bạn đăng ký kênh để xem mình chế như thế nào nha. Rồi, xin chào, tạm biệt.